Xin chào quý cô chú anh chị em đã trở lại với kênh của mình nha. Lời đầu tiên thì cho gió một cái sự gửi lời chúc đến toàn thể quý cô chú anh chị em và các bạn có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ở video lần này mình xin được phép chia sẻ về cập nhật thông tin nhanh về dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận 2, đặc biệt là việc xây dựng hai trụ tháp chính. Hôm nay là thứ tư ngày 28 tháng 12 2022 thì cũng còn vỏn vẹn đâu đó là khoảng 20 mấy ngày nữa sẽ đến Tết Nguyên Đán, Tết âm lịch. Ở video này mình sẽ cập nhật thông tin nhanh về tiến độ hiện tại của công trình xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 này. Trước tiên thì mình sẽ chia sẻ cho quý cô chú anh chị em về cái khu vực của bên trụ tháp Tiền Giang, đó chính là trụ tháp T15. Cầu Mỹ Thuận 2 là cầu dây văn được bắc qua sông Tiền, kết nối giữa Tiền Giang và Vĩnh Long, nằm trong hệ cao tốc Bắc Nam với tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng và với quy mô là 6 làn xe hạn chế, không có làn dừng khẩn cấp, chỉ dành cho ô tô di chuyển bên trên đây. Cầu Mỹ Thuận 2 giúp kết nối trên cao tốc Bắc Nam, giúp cho trục cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đổ về Cần Thơ. Trước tiên thì mình sẽ cùng xem cái trụ tháp chính này, chính là trụ T15 bên bờ Tiền Giang này. Hôm qua thì mình có chia sẻ thông tin về xây dựng cái hai đúc đúc của trụ tháp chính T15 này. Hiện tại thì bên bờ của Tiền Giang thì trụ tháp chính này đã xây dựng đến đốt 32 rồi nha. Hiện tại thì mới chuẩn bị cốt thép, chuẩn bị cấy thép cho đốt 32. Dù hiện tại đã trưa nhưng mình thấy vẫn còn một số anh em công nhân vẫn còn đang thi công ở những cái khu vực nhất định. Những sợi cáp treo dây văng đầu tiên của nhịp K1 có màu xanh. Thấy là có một số anh em công nhân này đang bên cái phần mà thi công cái bên cái bộ phận của dây treo dây văng thì phải. Bộ phận treo dây văng là thuộc một cái công ty khác nha quý cô chú anh chị em. Đảm nhận lãnh cái gói thầu treo dây văng FVN. Hiện tại thì đang trưa cho nên là đang lúc mà giờ nghỉ trưa, cho nên là các anh em công nhân đang hiện tại đang nghỉ trưa hết rồi, cho nên là rất vắng, chỉ còn một số đơn vị thi công nhỏ lẻ thì như lúc nãy các bạn thấy thì cũng còn số ít công nhân thi công đó thôi, cũng như là cúp trực đó kia nọ.
mình thấy là sợi dây treo dây văng, sợi cáp dây văng vẫn còn bao bọc những cái lớp bao trắng ở bên ngoài, chưa có tháo ra hẳn hết ở bên cái trụ tháp T15 bên bờ Tiền Giang này. Và ở bên dưới thì cái hệ đại giá cũng chưa có tháo ra hết nữa. Sau khi mà hoàn thiện các công việc về cái treo dây văng của cái khối dầm K1 này thì sẽ tiến hành lắp xe đúc lên hai bên mé của cái nhịp K1 này để chuẩn bị cho thi công cái đốt K2 trong thời gian sắp tới. Và trước thời gian trước khi lắp xe đúc lên thì mình nghĩ là sẽ tháo dỡ cái phần hệ đại giáo màu xanh ở bên dưới. Như vậy thì còn một đốt nữa là sẽ hoàn thiện cái ở đốt 33 sắp tới sẽ hoàn thiện cái trụ tháp chính lên đến đỉnh tháp. Bây giờ thì mời mọi người cũng như quý cô chú cùng xem bên cái trụ tháp chính T16 này nhé. Hiện tại thì trụ tháp chính T16 này đã xây dựng nhỉnh hơn một chút so với trụ tháp chính T15 bên bờ Tiền Giang. Trụ bên bờ Vĩnh Long này thì cái đốt đúc bên trên thì đã ở đốt 32. Gần hoàn thiện đốt 32 rồi nè. Rồi như vậy ở đốt 32 này thì mình đã thấy là cái phần những cái ván khuôn đã được lắp đầy đủ vào bên trong cái khu vực
của cái đốt 32 này, cũng như sắt thép cấy vào bên trong khu vực của đốt 32 này, có lẽ theo mình thấy là rất là đều đặn và nhiều, có lẽ là đã hoàn chỉnh rồi nè. Mình nghĩ là chắc có thể là chiều nay hoặc là tối nay hoặc có thể là sáng mai sẽ đổ. Thường hay đổ bê tông người ta sẽ thường hay chọn vào những cái thời điểm chẳng hạn như chiều và ban đêm, tại vì thời điểm đó là cái việc đổ bê tông nó sẽ thích hợp tốt cho xi măng bê tông. Và mình thấy chung quanh nó khu vực bên ngoài của cái đốt đúc 32 này cũng đã được lắp ốp ván khuôn đều đặn hết rồi, mình nghĩ là chắc sẽ chuẩn bị cho việc đổ bê tông á trong chiều nay hoặc là tối nay, có thể là vậy. Ở video hôm qua thì mình quay trở lại để mà chia sẻ cho bà con cô chú bác thì có một chút sai sót về các đúc đúc, mong quý cô chú thông cảm về cái phần đó nhé. Còn đây là ở bên trên, ở bên trên cái phần mà khối dầm K1, mình thấy là phần cáp treo dây văng đã được ló, tháo những cái phần bảo vệ ra và ló cái màu xanh của sợi cáp treo dây văng đầu tiên của khối dầm K1 này. Và ở phía bên ngoài lồng sông thì người ta đang lắp những cái khung sắt, những cái khung màu đỏ đó, chuẩn bị cho cái việc lắp xe đúc sắp tới. Còn cái góc mé trong này ở bên dưới thì mình thấy là chưa có tháo ra hết những cái ống sắt màu đỏ này nè, những ống sắt của cái phần hệ đài giáo chịu tải cho cái khối dầm K1 cái lúc mà lúc trước đang thi công của khối dầm K1. Bên dưới có một chiếc cẩu màu đỏ, theo như tìm hiểu của mình là cẩu đó là có sức tải cẩu khoảng Battery 350 level tấn is low. The aircraft will go to the Mình home nghĩ là point nó sẽ đảm in 10 nhận cho seconds. cái công việc cẩu, đảm nhận cho cái công việc cẩu cẩu để lắp xe đúc trong thời gian sắp tới. Và đây là những chia sẻ của mình về cái việc cập nhật thông tin nhanh về tiến độ hiện tại vào ngày hôm nay để cho quý cô chú bà con nắm được tình hình nhanh nhất hiện tại về việc xây dựng hai trụ tháp chính của cầu Mỹ Thuận 2. Góc bên đó thì vẫn còn hai cái căn nhà chưa có giấy phóng mặt bằng. Rồi, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị em ở những clip sau chi tiết hơn nhé. Clip này là clip chia sẻ thông tin nhanh. Nếu ai không thích những video chia sẻ của mình thì có thể bấm bỏ qua.
Cảm ơn quý cô chú và các bạn, những người đã luôn ủng hộ cho dấu một ký sự.